Thưa quý vị và các bạn, trải qua 2 năm 1948-1949, quân đội ta thực hiện phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung. Các lực lượng vũ trang đều có tiến bộ. Dân quân du kích ở nhiều địa bàn đã được rèn luyện trong tác chiến. Bộ đội qua phong trào luyện quân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu. Tháng 4 năm 1950, Bác Hồ đã ra nước ngoài qua Trung Quốc và sang Liên Xô khi trở về nước, bác nhiều lần nhắc về cuộc tổng phản công. Bác nói, cuộc tổng phản công của ta sẽ là một giai đoạn lâu dài, rồi đây sẽ có sự viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc về vật chất, vũ khí, trang bị. Ta sẽ đỡ khó khăn hơn, nhưng giành được thắng lợi là phải do sự nỗ lực của bản thân ta quyết định. Mời quý vị và các bạn lắng nghe phần tiếp tiểu thuyết lịch sử, không phải huyền thoại qua giọng đọc quý trà. Phân khu An Châu gồm hai đồn, đồn thấp và đồn cao. Khu doanh trại nằm trong hàng rào lông nhím. Địch đề phòng ta tiến công bằng cách đặt những thùng dầu ở giáp hàng rào. Khi ta nổ súng cho xung kích bắc thang cầm mát vượt qua hàng rào lông nhím, thì những thùng dầu bốc cháy. Từng chiến sĩ xung kích đang vượt qua rào trở thành mục tiêu cho quân địch trong đồn. Người trước ngã, người sau tiếp tục tiến lên nhiều người nằm lại trên hàng rào cuối cùng các chiến sĩ sung kích của hai đại đội tô văn và bình ca vẫn vượt qua hàng rào chiếm được đồn thấp nhưng để hoàn thành nhiệm vụ thì họ không làm sao vượt qua con đường dẫn lên đồn cao chỉ với cây mác bốc đa trong tay trời sáng quân ta phải rút lui nhưng đêm đó ta đã hạ được đồn đồng dương và ít ngày sau đó hạ tiếp đồn Đồng Quy hoàn thành nhiệm vụ chiến dịch. Từ khi huấn lệnh đặc biệt 101 được triển khai, một loạt trận chiến tranh toàn dân bắt đầu xuất hiện trên cả nước, đưa cuộc kháng chiến của ta, mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn, nhưng đã ở vào cái thế vững như bàn thạch. Năm 1948 là năm đầu tiên ta giành được quyền chủ động tại một hướng trên chiến trường Bắc Bộ Cuối năm 1948, tình hình quốc tế và Đông Dương có nhiều biến chuyển bất lợi cho Pháp. Quân giải phóng Trung Quốc liên tiếp giành thắng lợi qua các chiến dịch Liêu Thẩm, Bình Tân, Hoài Hải, đang chuẩn bị vượt sông Dương Tử ô Hoa Nam giáp biên giới nước ta. Phong trào du kích nổi lên khá mạnh, chuẩn bị đón quân giải phóng Nam Hạ. Thực dân Pháp ở Đông Dương cũng như giới cầm quyền Pháp ở chính quốc rất lo lắng trước tình hình biến chuyển trên lục địa Trung Hoa. Cuộc kháng chiến đã thực sự bước sang giai đoạn mới. Tuy cuối năm 1948, địch đã tăng thêm được 16 vạn quân, nhưng tỷ lệ quân ngụy chiếm 46%, địch vẫn thiếu quân nghiêm trọng. Chiến tranh du kích phát triển rộng khắp ở vùng sau lưng địch, khiến cho quân Pháp không thể tập trung lực lượng để mở những cuộc tiến công mới. Quân giải phóng trung hoa với đa tiến như hiện nay không bao lâu nữa sẽ tới sát biên giới nước ta tạo những thuận lợi mới cho cuộc kháng chiến của ta nếu thất bại ở lục địa trung hoa chắc chắn mỹ sẽ tăng cường giúp pháp để giữ đông dương gây những khó khăn rất lớn cho ta bác đề ra trong thường vụ cần nêu lên chuẩn bị về mọi mặt để chuyển sang tổng phản công có hai ý kiến cần đặt vấn đề hiện nay là tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công, chưa phải là tổng phản công. Lực lượng của ta trên các chiến trường phát triển không đều, nên cần tập trung lực lượng tiến hành những trận phản công trên chiến trường Bắc Bộ. Trong khi các chiến trường khác ra sức kiềm chế quân địch, bác kết luận cần đề ra nhiệm vụ tích cực cầm cự và chuẩn bị tổng phản công để động viên sự nỗ lực vượt bậc của quân và dân cả nước, sẵn sàng khai thác triệt để những thuận lợi khi thời cơ mới xuất hiện. Đầu năm 1949, Hội nghị cán bộ Trung ương lần thứ 16 họp từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 1 năm 1949. Tổng bí thư Trường Trinh điểm tình hình kháng chiến năm qua và đề ra nghị quyết về nhiệm vụ quân sự năm 1949 Phương châm chiến lược và những công tác quân sự cần kíp tích cực chuẩn bị tổng phản công. Bí thư Tổng quân ủy Võ Nguyên Giáp đọc một bản báo cáo về quân sự, khẳng định sau chiến dịch Việt Bắc, cuộc kháng chiến đã bước sang giai đoạn mới, đặc điểm chiến trường một năm qua cho thấy một hiện tượng mới nổi bật, đó là phần lớn các cuộc hành binh của địch chỉ diễn ra trong vùng chúng kiểm soát, địch không mở một cuộc tiến công nào có ý nghĩa chiến lược quan trọng vào vùng tự do của ta. Trong khi đó, thì chúng ta đã đẩy chiến tranh du kích phát triển trong vùng sâu do địch kiểm soát, biến tiền phương của địch thành vùng tiền phương của ta. Đó là thành công lớn nhất của ta trong năm 1948. Do thắng lợi của ta trong năm 1948, do tình hình quốc tế thay đổi, khó khăn nhiều mặt của Pháp, thắng lợi của cách mạng Trung Hoa, giai đoạn mới của cuộc kháng chiến còn gay go nhưng rất có thể rút ngắn lại. Và ngay bây giờ, trong chiến lược cầm cự nhiệm vụ chuẩn bị tổng phản công, cần sớm đề ra. Hội nghị ra nghị quyết, phương châm chiến lược trong giai đoạn mới, lấy du kích chiến là căn bản, vận động chiến là phù trợ, nhưng cần mạnh bạo, đẩy mạnh vận động chiến tiến tới và khi có điều kiện thì kịp thời nâng vận động chiến lên địa vị quan trọng để tiến sang giai đoạn phản công nỗ lực thực hiện phương châm của giai đoạn mới là đánh mạnh hơn nữa vào hậu phương địch đánh vào các vị trí chiến lược cắt các đường giao thông quan trọng hướng hoạt động chính là những vùng chiến lược và kinh tế quan trọng mà địch đang ra sức củng cố vận động và đánh tan khối ngụy quân gây cơ sở ở những vùng pháp đang vơ vét nhân lực để phát triển khối ngụy quân để thực hiện nhiệm vụ vấn đề quan trọng nhất cần giải quyết hết sức khẩn trương là xây dựng lực lượng ta phải nhanh chóng xây dựng một số đại đoàn chủ lực của bộ, đưa những tiểu đoàn tập trung ở giải ra các nơi trở về đội hình các trung đoàn và có kế hoạch rút dần những đại đội đã đưa về các địa phương để phát động chiến tranh du kích đề nghị với ban thường vụ trung ương ra chỉ thị xây dựng bộ đội địa phương và dân quân du kích để duy trì và đẩy mạnh phong trào chiến tranh nhân dân địa phương tại miền bắc trong năm 1949 ta chủ trương mở một số chiến dịch quy mô lớn hơn năm trước với hai hướng chính là Cao Bắc Lạ và Đông Bắc. Chiến dịch Cao Bắc Lạ có nhiệm vụ làm tê liệt đường số 4, buộc địch phải rút khỏi Bắc Cạn. Chiến dịch Đông Bắc mang tính phối hợp có nhiệm vụ kiềm chế và đánh quân tiếp viện, nghi binh, đánh lạc hướng phán đoán của địch. Ở hướng chính Cao Bắc Lạ, đêm 15 tháng 3, ta tiến công tiêu diệt bản trại, một vị trí kiên cố do một đại đội Âu Phi chiếm đóng trong trận bản trại rút kinh nghiệm các trận phủ thông An Châu. Lần này, chính ta chủ động dùng khăn tẩm dầu dắt vào hàng rào, đốt sáng soi rõ cho pháo và các loại súng của ta bắn vào mục tiêu. Pháo thủ của ta bắn trúng từng lỗ châu mai khiến quân địch không thể ngóc đầu lên trong khi xung kích sông lên vượt qua cửa mở. Trận đánh chỉ diễn ra trong 37 phút, toàn bộ quân địch bị tiêu diệt. Bộ đội ta đã tiến bộ vượt bậc trong chiến đấu công kiên. Cuối tháng 4, bộ đội ta đánh trận bông lau, lũng phẩy, tiêu diệt một đoàn xe trên 100 chiếc, hơn 500 quân địch, phần lớn là Âu Phi bị chết hoặc bị bắt. Ta thu 500 thùng xăng và hàng trăm súng các loại. Đầu tháng 4, Bộ Tổng Tư lệnh ra lệnh mở chiến dịch sông Thao. Những đơn vị tham chiến hành quân tới Yên Bái thì có tin Bộ Chỉ huy Pháp vừa mở một cuộc hành binh lên Phú Thọ rồi tuyên quang. Rõ ràng, địch muốn phá vỡ kế hoạch của ta để cứu nguy cho Tây Bắc. Có hai ý kiến, một là cứ tiếp tục chiến dịch sông Thao, hai là cho quân quay về tiêu diệt quân địch vừa tiến lên tuyên quang. Tổng chỉ huy ra lệnh cho bộ đội tăng tốc độ hành quân lên Tây Bắc, nhanh chóng mở chiến dịch theo kế hoạch đã định. Một mặt điều lực lượng hình thành một mặt trận trên sông Lô, đánh vào đường tiếp tế trên bộ, trên sông của địch và đánh địch ngoài công sự khi chúng từ tuyên quang rút lui. Lần đầu ta huy động một lực lượng đông tới 6 tiểu đoàn. Chiến dịch sông Thao kết thúc thắng lợi, ta tiêu diệt và bước rút 30 vị trí dọc phòng tuyến. Tiếng súng nổ trên phòng tuyến sông Thao buộc địch ở tuyên quang phải vội vã rút lui, chủ yếu vì ta thiếu phương tiện thông tin vô tuyến nên trận đánh quyết định dọc sông Lô đã không kịp diễn ra khi địch rút lui. Ngày 9 tháng 8, địch rút quân khỏi thị xã Bắc Cạn, sau đó tiếp tục rút một số vị trí khác ở Cao Bằng. Cả mùa khô năm 1949, chỉ với những chiến dịch vận động đánh nhỏ trên phòng tuyến sông Thao của địch ở Tây Bắc và đường số 4 ở Đông Bắc, ta đã khiến địch không chủ động mở được chiến dịch nào mà chỉ điều động quân đối phó bị động với những cuộc tiến công của ta. Những trận tiêu diệt đồn địch một đại đội đã trở thành phổ biến với các tiểu đoàn chủ lực của bộ và một số liên khu. Nhiều nơi ở địch hậu, nhân dân đã lập làng kháng chiến, hiên ngang, đương đầu thắng lợi với nhiều cuộc tiến công can quét của địch. Từ đầu kháng chiến toàn quốc, chúng ta đã có quan hệ mật thiết với nam lộ của bát lộ quân Trung Quốc và bộ tư lệnh biên khu Điền Quế ở Hoa Nam. Đầu năm 1948, đồng chí Trang Điền được chỉ thị của đồng chí Chu Ân Lai sang Việt Bắc, gặp các đồng chí lãnh đạo của ta, bạn thông báo với bác và thường vụ quân tưởng tăng cường càn quét những lực lượng vũ trang cách mạng ở Hoa Nam để củng cố hậu phương. Những đơn vị du kích của bạn ở vùng biên giới đang gặp khó khăn và thiếu lương thực. Bác và thường vụ bàn với phái viên của bạn về sự phối hợp chiến đấu, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai quân đội cách mạng Tháng 4 năm 1949, lãnh đạo phong trào du kích ở Quảng Tây, giáp biên giới đông bắc nước ta, đề nghị quân đội Việt Nam phối hợp chiến đấu đánh quân Tưởng để giải phóng khu Ung Long Khâm liền với biên giới đông bắc của ta và khu Việt Quế của bạn. Bộ chỉ huy chiến dịch lấy danh hiệu là Bộ Tư lệnh khu Thập Vạn Đại Sơn do đồng chí Lê Quảng Ba, phó tư lệnh liên khu 1 là tư lệnh chiến dịch đồng chí Trần Minh Giang, cán bộ của bạn là chính trị ủy viên. Chiến dịch chia làm hai mặt trận, mặt trận Điền Quế do đồng chí Nam Long làm chỉ huy trưởng, đồng chí Hoàng Bình, cán bộ của bạn làm chỉ huy phó. Mặt trận Long Châu do đồng chí Thanh Phong làm chỉ huy trưởng và đồng chí Long Xuyên của bạn làm chỉ huy phó. Ngày 12 tháng 6, mặt trận Long Châu nổ súng, diệt vị trí thủy khẩu và hạ đống trong khi hướng phối hợp tiến công từ bằng tường đánh xuống nam quan quân tưởng co lại biến long châu thành một cụm cứ điểm mạnh bộ chỉ huy cho bộ đội chuyển sang vây hãm long châu đánh viện chặn đường tiếp tế tiến công ninh minh thượng kim giúp bạn mở rộng và củng cố vùng mới giải phóng quanh long châu hướng điền quế và thập vạn đại sơn quân tưởng phát hiện bộ đội ta tiến quân rút bỏ nhiều vị trí Co về các thị trấn lớn như Nà Lường, phong Thành, Đông Hưng, bộ đội ta phối hợp với bạn chiến đấu tiêu diệt hơn một trung đoàn địch, bức địch rút 10 trên 12 vị trí ở huyện phong Thành, làm cho các khu căn cứ nối liền một dài, thu hẹp phạm vi chiếm đóng của quân địch ở Khâm Châu. Tháng 10 năm 1949, khi lực lượng vũ trang của bạn ở hai biên khu Điên Quế và Việt Quế đã liên lạc được với quân giải phóng Nam Hạ bộ đội ta được lệnh rút về nước và trao lại cho bạn những vũ khí ta thu được của quân tưởng. Cuộc chiến tranh với chiến lược đánh nhanh thắng nhanh đã kéo dài 4 năm vượt xa khỏi ý muốn của Pháp. Những người cầm đầu đội quân viễn trinh ở Đông Dương bắt đầu có những ý kiến trái ngược nhau về cách điều hành chiến tranh. Tổng chỉ huy Blesot chủ trương chiếm đóng và giữ Bắc Bộ bằng bất cứ giá nào cao ủy Binh Nông lại muốn dồn nỗ lực quân sự cao nhất vào Nam Bộ, tập trung lực lượng để giữ và làm chủ Nam Bộ. Tháng 3 năm 1949, Tổng thống Pháp Vincent Aron ký với Bảo đại Hiệp ước Elise công nhận Việt Nam độc lập, nhưng quyền chỉ huy quân sự, điều hành ngoại giao kinh tế tài chính vẫn nằm trong tay Pháp. Với Hiệp ước này, Pháp tiến thêm một bước trong âm mưu lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt, đánh người Việt. Tháng 5 năm 1949, trong tình thế bị động, chính phủ Pháp cử Đại tướng Rivers, Tổng tham mưu trưởng quân đội Pháp, cầm đầu một phái đoàn sang Đông Dương để nghiên cứu tình hình và vạch ra kế hoạch đối phó. Trong phái đoàn còn có cả Văn Luy, người đã mở rộng chiến tranh ra toàn cõi Đông Dương, lúc này đã lên cấp đại tướng. River ở Việt Nam hơn một tháng đi tới một nhận định tổng quát. Chiến thắng của quân giải phóng Trung Quốc đã làm thay đổi cán cân lực lượng ở Viễn Đông, tạo ra một tình hình nghiêm trọng cho quân đội Pháp. Hiện nay không thể có một giải pháp quân sự và cũng không còn hy vọng lật lại tình thế để đặt những điều kiện có lợi trong một cuộc điều đình. River thấy cần xác định cụ thể đường lối chính trị và chiến lược quân sự của Pháp ở Đông Dương river coi bắc bộ là chiến trường chính chủ trương tăng quân cho bắc bộ mở rộng phạm vi chiếm đóng ở trung du và đồng bằng bắc bộ tăng cường phòng thủ khu tứ giác lạng sơn tiên yên hải phòng hà nội gấp rút củng cố tuyến biên giới nhưng do lực lượng có hạn nên chủ trương phòng thủ có trọng điểm cụ thể là tập trung sức để giữ đoạn từ lạng sơn đến móng cái còn đoạn từ na sầm trở lên thì có thể bỏ river đặt trọng tâm vào việc phát triển quân ngụy, dùng quân ngụy làm nhiệm vụ bình định, tập trung quân Âu Phi để tổ chức lực lượng cơ động. River cho rằng kế hoạch phòng thủ Đông Dương của Pháp nhằm cản trở lan sóng đỏ từ lục địa Trung Hoa tràn xuống Đông Nam Á. Kế hoạch này nằm trong kế hoạch chống cộng chung của phe dân chủ, vì vậy cần tích cực tranh thủ viện trợ của Mỹ. Giới cầm quyền ở Đông Dương phần lớn thống nhất với những đề xuất của River chỉ có ý kiến khác về giải pháp cụ thể. Tướng Alexandrai đặc biệt phản đối việc rút quân khỏi Cao Bằng. Tướng Berlezot thấy quân Trung Quốc ít có khả năng sớm can thiệp vào Đông Dương nhưng đồng tình về cơ bản với nhận định của River và cho rằng cần rút ngay khỏi Cao Bằng. Cao ủy Bích Nông không coi nhẹ đồng bằng Bắc Bộ nhưng lại thấy Nam Bộ rất quan trọng, cần được ưu tiên. Trở về nước, River nhanh chóng đệ trình với chính phủ Pháp một kế hoạch. Tháng 7, chính phủ và hội đồng quốc phòng Pháp họp thông qua chủ trương của River về phòng thủ có trọng điểm ở tuyến biên giới Việt-Trung. Cụ thể là tập trung sức để giữ đoạn từ Lạng Sơn trở xuống, còn đoạn từ Na Sầm trở lên thì có thể rút bỏ. Kế hoạch River đánh dấu một bước ngoặt trong chiến tranh Đông Dương. Lần đầu Pháp nhận thấy không còn khả năng giành thắng lợi trong chiến tranh. River là người đầu tiên nhận ra lối thoát trong tình hình hiện nay là đưa chiến tranh Đông Dương vào kế hoạch chiến lược của Mỹ. Song ở Đông Dương, cao ủy Bích Nông, tổng chỉ huy Carpenter sang thay Blazot từ tháng 9 năm 1949 và tư lệnh Bắc Bộ Alexander trì hoãn không thi hành. Tuy nhiên, trước tình hình biên giới ngày càng xấu đi, tháng 8, Bộ Chỉ huy Pháp buộc phải cho quân rút khỏi Bắc Cạn và một số vị trí khác vẫn giữ lại cao bằng đông khê thất khê và tăng cường phòng thủ tại những vị trí này vào đầu mùa thu chúng ta có trong tay bản kế hoạch river ta quyết định công bố nội dung kế hoạch trên đài tiếng nói việt nam kế hoạch river sau đó trở thành nổi tiếng vì nó dẫn tới một vụ án trong đó river bị tố cáo là làm độ bí mật quân sự và bị cách chức quân đội ta đã trải qua 2 năm thực hiện phương châm đại đội độc lập, tiểu đoàn, tập trung. Các lực lượng vũ trang đều có tiến bộ, dân quân du kích nhiều xã được rèn luyện trong tác chiến, bộ đội địa phương huyện ở nhiều nơi đã có thể thay thế đại đội độc lập. Các tiểu đoàn địa phương đã trưởng thành qua nhiều trận đánh và những chiến dịch bộ đội qua phong trào luyện quân năm 1948, năm 1949 và nhất là qua thử lửa chiến trường đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Sau khi có chủ trương rút dần các đại đội độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương ở tỉnh và huyện. Có những nơi bộ đội địa phương huyện đã đủ sức thay thế cho đại đội độc lập được rút đi. Ngày 18 tháng 8, Thường vụ Trung ương ra chỉ thị ta phải có bộ đội chủ lực mạnh và bộ đội địa phương mạnh. Hai lực lượng này có mối quan hệ khăng khít, hỗ trợ nhau trưởng thành. Vì vậy, muốn xây dựng một quân đội chủ lực mạnh, cần phải có sự phát triển rộng rãi của phong trào dân quân và những bộ đội địa phương đã trưởng thành. Sau hội nghị cán bộ trung ương lần thứ sáu, đảng ta chủ trương tổ chức sớm một số đại đoàn chủ lực. Trước mắt, thành lập ngay đại đoàn chủ lực đầu tiên của bộ. Bộ khung cán bộ được chỉ định những tiểu đoàn của bộ được xôn lại thành hai trung đoàn 88 và 102. Trung đoàn thứ ba sẽ là trung đoàn 36 của hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang, tư lệnh kiêm chính ủy đại đoàn là Vương Thừa Vũ, đại đoàn phó Cao Văn Khánh, vốn là khu trưởng chiến khu 5 mới được điều xa Bắc từ hồi đầu mùa hè. Đại đoàn mang số hiệu 308. Ngày 25 tháng 8, đại đoàn 308 tổ chức lễ thành lập tại Đồn Đu, Thái Nguyên, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đọc nhật lệnh trao nhiệm vụ cho đại đoàn. Đại đoàn có nhiệm vụ cùng với các binh đoàn chủ lực khác đi tiên phong trên con đường tiêu diệt sinh lực địch trên con đường chính quy hóa. Đại đoàn phải hễ đánh là thắng, đã đánh là tiêu diệt địch, ngày càng lớn mạnh, quyết định chiến trường. Đại tướng trao cho đại đoàn lá cờ chiến thắng của Tổng Chỉ huy và gắn huân chương cho một số cán bộ chiến sĩ vừa lập công xuất sắc trong thời gian qua. Đầu năm 1950, Trung Quốc Liên Xô rồi toàn bộ các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đặt quan hệ ngoại giao với ta. Giải phóng quân Trung Quốc đã tiến xuống Hoa Nam. Bên kia biên giới, phe xã hội chủ nghĩa mênh mông nối liền một giải Thực ra thì từ trước tới nay, các đồn binh của Pháp chỉ ngăn chặn được những đường giao thông lớn giữa ta với Trung Quốc, nhưng chưa bao giờ bịt kín được biên giới phía bắc nước ta. Ban Thường vụ Trung ương triệu tập hội nghị toàn quốc lần thứ ba. Hội nghị nhận định thế của ta hiện mạnh hơn địch, lực của ta còn kém địch về vật chất, nhưng hơn về tinh thần. Thế mạnh có thể chuyển thành lực mạnh, ta phải tích cực phát huy khả năng, triệt để lợi dụng nhược điểm của địch, làm cho thế và lực của ta lớn mạnh hơn để trong năm 1950 có thể chuyển sang tổng phản công. Hội nghị phân tích tổng phản công là cả một giai đoạn chiến lược theo một kế hoạch chung cho chiến trường Đông Dương là phản công từng đợt cho đến khi địch hoàn toàn thất bại, ta hoàn toàn thắng lợi. Muốn chuyển sang tổng phản công, ta cần chiếm ưu thế quân sự trên chiến trường chính, trong khi ở các chiến trường khác ta đủ sức kiềm chế địch. Ưu thế quân sự đó phải được giữ vững và phát triển để tiếp tục phản công cho đến ngày toàn thắng. Năm 1950, ta cần gấp rút hoàn thành việc chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công. Ngày 12 tháng 2 năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh quyết định tổng động viên, khẩu hiệu tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Một nhiệm vụ quan trọng của ta là phải phá vỡ thế bao vây của quân Pháp ở biên giới phía Bắc, giải tỏa thế uy hiếp ở hai sườn căn cứ địa Việt Bắc, trước hết phải khai thông ngay những con đường chính nối Việt Nam với Trung Quốc, Liên Xô. Đầu tháng 1, ban thường vụ trung ương ra chỉ thị mở chiến dịch Tây Bắc và chuẩn bị chiến trường Đông Bắc. Lúc này, Tây Bắc là nơi yếu nhất và sơ hở nhất của địch. Ở đây có con đường sắt nối liền tỉnh Lào Cai của ta với tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Đông Bắc là nơi địch có những phòng tuyến rắn chắc nhất, khống chế những con đường sắt, đường bộ nối liền Hà Nội với Bắc Kinh. Chúng ta cần phá vỡ phòng tuyến này mới giải quyết được về cơ bản sự giao lưu quốc tế. Bộ tổng tư lệnh quyết định mở một chiến dịch tiến công ở Tây Bắc, đồng thời đẩy mạnh những trận vận động phục kích trên đường số 4 tại Đông Bắc trong xuân hè này, ta tích cực chuẩn bị chiến trường ở Đông Bắc nhưng tạm thời chưa đụng đến hệ thống đôn bốt của địch. Tháng 3 năm 1950, Bộ Tổng Tư lệnh mở chiến dịch Tây Bắc mang bí danh Lê Hồng Phong một Mục đích của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, tiêu diệt một số vị trí, tối đa là giải phóng tỉnh Lào Cai, mở con đường thông với quốc tế ở hướng này. Trong khi ta mở chiến dịch, Bên kia biên giới, quân giải phóng Trung Quốc đã chiếm Mông Tự, Hồ Kiều và đang kiểm soát vùng đất đối diện với Phong Thổ Lai Châu. Đợt đầu chiến dịch ở hướng chính, bộ đội ta tiến công phân khu phố Lu. Phố Lu là một thị trấn còn lại trên phòng tuyến sông Thao từ cuộc tiến công năm trước, án ngữ con đường tiến lên Lào Cai. Quân Pháp đã đuổi cư dân ở thị trấn này ra ngoài, xây dựng một đồn binh kiên cố với những dãy nhà gạch còn nguyên vẹn và tường thành bao quanh, dày từ 1 đến 2 mét. Bốn góc có lô cốt vững chãi, bao quanh là hàng rào dây thép gai và bãi mìn. Gần căn cứ có một sân bay giã chiến. Tại phố Lu có một đại đội lính Pháp, một đại đội khố đỏ và 80 lính ngụy địa phương đóng giữ. Trận đánh quân khu phố Lu kéo dài 4 ngày đêm với 3 đợt tiến công. Địch có công sự vững chãi và chiến đấu ngăn chặn quyết liệt, Hai đợt tiến công đầu tiên do pháo ta đặt phân tán nên bộ đội ta không mở được cửa đột phá. Tới đợt thứ ba, ta dồn pháo cả về một hướng, bắn vỡ một góc tường mở được cửa đột phá cho bộ đội xung phong. Những chiến sĩ mang súng bazooka đi kèm với sung kích tiến vào tiêu diệt tất cả những hỏa điểm còn chống cự trong đồn địch. Ở hướng thứ yếu, trận đánh nghĩa đô không thành công, bộ đội ta chuyển sang tiêu diệt vị trí bản lầu địch cho quân nhảy dù tăng cường cho Lào Cai, chiếm lại phố Lu và Nghĩa Đô, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định tạm ngừng chiến dịch. Trong tháng 4 năm 1950, bác lên đường ra nước ngoài. Từ khi về nước năm 1940, bác hầu như mất quan hệ với phong trào Cộng sản quốc tế. Năm 1942, bác ra nước ngoài định tìm gặp Đảng Cộng sản Trung Quốc để thông báo tình hình, không may, bị chính quyền Quốc dân Đảng Trung Hoa, vui cho là Hán gian bắt giữ, bác đã tìm cách thoát hiểm trở về. Trong cách mạng tháng 8 cũng như những năm đầu chống Pháp, ta hầu như không có quan hệ với Quốc tế Cộng sản. Nhân dịp biên giới tạm khai thông, bác thấy đây là dịp cốt để thông báo với Quốc tế Cộng sản về tình hình cách mạng Việt Nam, những chiến lược và sách lược mà ta đã vận dụng để giành được những thắng lợi trong mấy năm qua tình hình mới của cuộc kháng chiến tranh thủ sự đồng tình và sự giúp đỡ phối hợp của phong trào cộng sản quốc tế bác qua trung quốc sang liên xô gặp đồng chí mao trạch đông và đồng chí stalin thời gian này mao trạch đông đang có mặt tại moscow stalin và mao trạch đông nhận xét cách mạng việt nam đã chậm làm cách mạng thổ địa có những sách lược mạo hiểm và cần sớm làm cách mạng thổ địa về sự chi viện của bạn Bác cho biết, trước mắt Liên Xô cho ta một trung đoàn pháo cao xạ 37 ly, một số xe vận tải Molotov và thuốc quân y. Trung Quốc sẽ trang bị vũ khí cho một số đại đoàn bộ binh và pháo binh và sẽ vận chuyển hàng viện trợ của Liên Xô cho ta. Theo đề nghị của bác, Chủ tịch Mao Trạch Đông hứa sẽ cử một đoàn cố vấn sang giúp ta về mặt quân sự thường vụ báo cáo với bác việc phổ biến nghị quyết tích cực chuẩn bị chuyển mạnh sang tổng phản công đã được tiến hành sâu rộng đại đa số cán bộ chiến sĩ và nhân dân rất phấn khởi nhưng còn có một số biểu hiện nhận thức tư tưởng chưa đúng cần được uốn nắn từ khi ở nước ngoài trở về trong những cuộc trao đổi với thường vụ bác nhiều lần nhắc cần có chỉ thị giải thích rõ hơn vấn đề chuẩn bị tổng phản công uốn nắn những thiếu sót trong công tác tổng động viên bác khẳng định tổng phản công của ta sẽ là một giai đoạn lâu dài rồi đây có sự viện trợ của liên xô và trung quốc về vật chất vũ khí trang bị ta sẽ đỡ khó khăn hơn nhưng giành được thắng lợi là phải do sự nỗ lực của bản thân ta quyết định sau những cuộc họp tháng 4 năm 1950, Ban Thường vụ Trung ương ra văn bản nhắc các địa phương và các cơ quan tuyên truyền cần phải tiếp tục giải thích thêm về vấn đề chuyển sang tổng phản công để tránh mọi sự hiểu lầm trong nhân dân. Muốn chuyển sang tổng phản công, phải chuẩn bị đầy đủ mọi mặt, chuẩn bị đầy đủ chừng nào, thắng lợi của ta càng chắc chắn chừng nấy. Trái lại, chuẩn bị không tích cực thì sẽ chậm chuyển sang tổng phản công, chuẩn bị không chú đáo, tổng phản công sẽ khó khăn. Tổng bí thư Trường Trinh viết bài trên tạp chí Cộng sản. Ta có các nước bạn ủng hộ giúp đỡ, nhưng muốn thắng lợi, trước hết tự ta phải cố gắng. Cố gắng của ta là chính, sự giúp đỡ của bên ngoài rất quan trọng, nhưng chỉ là thêm vào mà thôi. Cho nên ta không thể ỉ lại vào sự giúp đỡ bên ngoài nhớ rằng các nước bạn không đem quân tới đánh thay cho ta đâu. Ngay sau khi Bắc trở về, Trung Quốc báo tin cho ta có thể đưa một số trung đoàn qua biên giới nhận vũ khí mới. Trong mùa hè năm 1950, Pháp đã vơ vét thêm được từ chính quốc 13 tiểu đoàn để tăng cường sang Đông Dương và bắt lính ở vùng tạm chiếm, đưa quân số lên 180.000 người. Đội quân viễn trinh gồm hải lục không quân với hỏa lực mạnh và phương tiện cơ động nhanh vẫn hoàn toàn làm chủ vùng trời, vùng biển, khống chế chiến trường ban ngày và có thể mở cuộc hành binh bất cứ lúc nào vào vùng tự do của ta. Tuy nhiên, vì chiến tranh nhân dân triển khai rộng khắp các vùng bị tạm chiếm, quân địch phải lo bảo đảm an toàn hậu phương nên chúng chỉ có 12 tiểu đoàn cơ động chiến lược trong tổng số 124 tiểu đoàn 3 phần tư lực lượng cơ động chiến lược được tổ chức thành 3 binh đoàn, binh đoàn dù, binh đoàn cơ động Bắc Phi, binh đoàn Maroc bố trí trên chiến trường Bắc Bộ. Về số quân, nhìn chung quân số địch vẫn hơn ta, 180.000 trên 166.000. Nhưng lần đầu, ta có một lực lượng chủ lực cơ động đông hơn địch. Tuy nhiên, quân đội ta vẫn đơn thuần là bộ binh, trang bị còn rất yếu kém, nhiều chiến sĩ vẫn phải mang mác búp đa phương tiện di chuyển vẫn là đôi chân mọi thứ vũ khí kể cả sơn pháo đều nằm trên vai chiến sĩ